Rồi, xin tiếp tục chào mừng cả nhà mình quay trở lại với kênh Đồ Cổ Cần Thơ. Thì hôm nay là bên kênh Đồ Cổ Cần Thơ của em cũng có về rất là nhiều sản phẩm độc và lạ để giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình trong video ngày hôm nay. Xem được video đừng quên cho em xin một like, một lượt đăng ký kênh cả nhà mình nha. Nút đăng ký kênh ở phía bên tay phải màn hình của mình ha. Có chữ đăng ký cả nhà nhớ, chưa đăng ký nhớ đăng ký vô giúp em nha. Bên tay trái là có cái nút ngón tay đưa lên ha, là cái nút like nha. Chưa có like thì nhớ like giúp em ha, để mai mốt còn lên những sản phẩm tiếp theo để giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình nha. Rồi hôm nay là mã số 1 ngày hôm nay là giới thiệu cả nhà mình có sưu tầm được một cặp tỳ hưu rất là to nha, rất là đáng để sưu tầm ha. Những cặp tỳ hưu to gì rất là ít có gặp nha, lâu lâu có về được một cặp tỳ hưu một sừng rất là to. Đây là một trong những vật phẩm phong thủy rất là đáng để sưu tầm ngày hôm nay ha, lâu lâu mới về được cặp to khủng vậy nha. Co to khủng như ít có thấy ha. Cặp này nó có tổng trọng lượng là khoảng 17,5 kg và cặp tỳ hưu to như vậy là ít có thấy trên thị trường nha cả nhà mình nha. Và một cặp này sau đây là em sẽ đo chi tiết cho cả nhà mình cùng xem nha, để xem coi nó to cỡ nào ha. Thứ nhất là trọng lượng là 17,9 kg. Rồi chiều cao là 35 cm nha, và chiều dài từ đầu tới đuôi là 57 cm. Chất liệu bằng đồng xưa nha, rất là đáng để sưu tầm một cặp tỳ hưu phong thủy này ha. Cặp này mã số 1 có giá giao lưu với cả nhà mình là 10 triệu đồng nha, 10 triệu đồng cho mã số 1 ngày hôm nay ha. Đây cả nhà mình cùng xem nha. Ở đây là một con trước nè, cả nhà mình cùng xem, rất là đáng để sưu tầm ha. Cái đuôi rất là dài. Đây là con thứ hai nha. Đó, đây ở dưới đáy ha. Rồi cặp số 1 là 10 triệu đồng nha cả nhà mình ha. Rồi tiếp theo mã số 2 ngày hôm nay là một cặp cốc chưa tài hút lọc, cặp cốc một sừng ha. Đây là một cặp cốc ba chân, cặp cốc ba chân một sừng nha. Cốc ba chân phong thủy, ở phía trước là nó có một cái chữ, ở trên là có một cái sừng rất là đáng đi sưu tầm ha. Cặp này có tổng trọng lượng là 8,5 kg nha. Rồi chiều cao là cỡ khoảng là 22 cm. Rồi chiều dài là cỡ khoảng là chiều dài từ đầu tới đuôi là 28. Chất liệu thì bằng đồng nha. Đây là bao gồm có hai con, một con là có, nó có một cái sừng ở trên, cả nhà mình cùng xem ha. Ở đáy này có chuyện luôn nha, con có một cái sừng trên, một con bên đây là chỉ có bát quái thôi, một cặp nó là như vậy ha, ba chân. Cặp này có giá giao lưu với cả nhà mình là 3,6 triệu nha, cho một cặp cốc một sừng này ha. Đây ba chân một sừng, đây là mã số 2 ngày hôm nay nha, rất là đáng để sưu tầm ha. Rồi tiếp theo mã số 3 ngày hôm nay là còn được một tượng Di Lạc Ngũ Phúc. Đây là một tượng Di Lạc chất liệu vận đồng ha, có chữ vạn sự như ý trên đây, rất là đẹp. Có tổng trọng lượng là 4,2 kg và chiều dài tổng thể là 25. Rồi chiều cao là 14 cm nha. Và Di Lạc Ngũ Phúc này có giá giao lưu với cả nhà mình là 2,2 triệu nha. Trên này nó có chữ vạn sự như ý nha. Đáy là đáy rỗng nha. Trên này có những đứa trẻ này nè, rất là đẹp. Tiếp theo mã số 4. Mã số 4 ngày hôm nay đó là còn được một gắm con ve. Đây là một gắm ấm đồng con ve sầu ha. Chiều cao là cỡ khoảng là 21 cm. Rồi bề ngang là 20 nha. Đây là một gắm con ve độc lạ ha. Ở trên đây là có hình ảnh hồ lô nè, hình ảnh con ve nha. Ở trên đây là hình ảnh con ve, và có tổng trọng lượng là khoảng 1,7 kg nha. Và có giá giao lưu với cả nhà mình cắm con ve này là 1,3 triệu cho cắm con ve. Và mã số 4. Rồi tiếp theo mã số 5. Mã số 5 là một cây cũng là một cắm to nữa. Đây một cắm có hình quả bí, rất là đáng đi sưu tầm ha. Đây là một cắm có tổng trọng lượng là 2,5 kg. Chiều cao là cỡ khoảng là 26 cm. Rồi bề ngang là cỡ khoảng là 22 cm nha. Đây là một cắm bí rất là to ha. Cái ấm này có giá giao lưu với cả nhà mình là 1,8 triệu nha. Trên đây là có những hình ảnh con giống như là cái con nhện ha, rất là độc lạ. Ở đáy có chuyện luôn nha. Đây là mã số 5. Rồi tiếp theo mã số 6. Số 6 là một cái cây tiền tỳ hưu rất là đẹp. Số 6 là một cái cây tiền tỳ hưu có chiều cao là 30 cm và bề ngang là cỡ khoảng là 26 cm. Chất liệu vận đồng ha. Đây là một cái cây tiền tỳ hưu rất là đáng để sưu tầm nha. Tổng trọng lượng là 3,5 kg. Tỳ hưu thì phong thủy ha, đứng trên một cái hũ tiền, trên đây là cái cây tiền luôn nha. Đây là mặt sau đây. Rồi ở đáy này ha, ở đáy này có chuyện luôn nha. Và cái cây này ở mã số 6 có giá giao lưu với cả nhà 1,8 triệu nha. Rồi tiếp theo mã số 7. Mã số 7 ngày hôm nay là một con cá kim long ha, kim long đắc lợi nha. Chiều dài là có khoảng là 27 cm và chiều cao là 13 ha. Chất liệu thì được làm bằng đồng. Đây là mã số 7.
và có tổng trọng lượng là 1,2 kg, và có giá giao lưu với cả nhà mình con cá này 1.200.000 nha. Đang nằm trên cây gậy nhí rất là đẹp, ở đáy có chuyện luôn ha. Đây là mã số 7. Rồi tiếp theo mã số 8. Mã số 8 ngày hôm nay đó là một tác phẩm là trung quỳ đánh quỷ nha. Đây là một tượng đồng cổ, chiều cao là cỡ khoảng là 22 cm, bề ngang là cỡ khoảng là 18 cm. Đây là một tác phẩm chất liệu đồng cổ nha, trung quỳ đánh quỷ ha. Đây là ảnh trung quỳ đang đạp con quỷ dưới này, chất liệu đồng cổ nha. Cái này rất là ít có trên thị trường ha, rất là độc lạ luôn. Đây cả nhà mình cùng xem ha, có tổng trọng lượng là khoảng không 1,9 kg nha, và có giá giao lưu cả nhà 1.800.000 cho mã số 8 ngày hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 9 ngày hôm nay là một cặp ngựa ha, một cặp ngựa lông phụng rất là đẹp, có chiều cao là cỡ khoảng là 12-22 cm, và chiều dài của cặp ngựa lông phụng này rơi vào khoảng là 27 nha, và tổng trọng lượng là 2,8 kg cho cặp ngựa lông phụng nữa ha, bao gồm hai con, rất là đáng đi sưu tầm nha. Ở đây có hình ảnh là rồng phụng rất là đẹp đó. Cặp này có giá giao lưu với cả nhà mình là cặp ngựa lông phụng này là 1.900.000 nha, 1.900.000 cho mã số 9 ngày hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 10 của ngày hôm nay đó là một cây tiền cốc nha, cây tiền có hai con cốc ha, chiều cao là cỡ khoảng là 22 cm, và bề ngang là cỡ khoảng là 17 cm, có tổng dung lượng là 3,5 kg cho cái cây tiền cốc này nha. Cây tiền là có hai con cốc, chú cốc dưới này ha, chất liệu đồng, ở đáy này có chuyện luôn nha. Và cái cây tiền cốc này ở mã số 10 có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.800.000 luôn nha, ở mã số 10 ha. Rồi tiếp theo mã số 11 là một chú bò Tây Tạng, 11 là một chú bò Tây Tạng chất liệu đồng cổ luôn ha, chiều dài là có khoảng 22 cm, chiều cao là có khoảng 16 cm. Đây là mã số 11, nguyên một cái con bò đồng cổ này nha. Con này có giá giao lưu cả nhà 1.600.000 ha, cho một cái con bò chất liệu đồng cổ này nha. Đây là mã số 11. Rồi tiếp theo mã số 12 của ngày hôm nay. 12 của ngày hôm nay đó là một tác phẩm là nai thọ. Đây là hình ảnh ông thọ nha, ông thọ đang cưỡi trên một con nai, bên cạnh đó là có những chú hạc nha, rất là đẹp, có chiều dài là có chiều cao là khoảng 16 nha, bình đế là 20, chất liệu thì bằng đồng ha, và có tổng trọng lượng là 2 kg, và tác phẩm nai thọ này có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.400.000 nha, 1.400.000 cho tác phẩm là nai thọ ha, là một triệu tư mã số 12. Rồi tiếp theo mã số 13 của ngày hôm nay là em còn được một cái sông trầm thập lân nha. Cái sông trầm này một cái bộ đỉnh trầm thập lân, có 10 con lân trên đây, rất là độc lạ ha, chiều cao là có khoảng 19 cm, bề ngang là có khoảng là 14 nha, trên đây là nó có 10 con lân rất là đẹp như cả nhà nha. Lân được làm nổi phía ngoài, ở trên nắp là lân nè, đây là mấy con lân nó bấu nè, ở đây là ba cái con lân nó chổng đầu xuống ha. Và sông trầm thập lân này có giá giao lưu với cả nhà 1.300.000 nha, cho mã số 12 của ngày hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 13 đó là một cặp bình sen nha. Hôm nay 13 là một cặp bình sen ha, cặp bình hoa sen rất là đẹp, cặp bình hoa sen chất liệu đồng ha, và có tổng trọng lượng là 6,2 kg, và chiều cao ở mã số 13 này là 36 cm, bề ngang là 13 cm, chất liệu thì được làm bằng đồng ha. Cặp bình hoa sen này có giá giao lưu với cả nhà mình là 3,3 triệu nha, cho mã số 13. Rồi tiếp theo mã số 14 là một cái hũ Phật ha. 14 hôm nay đó là một cái hũ Phật nha, hũ Phật chất liệu đồng cổ luôn ha, có chiều cao là cỡ khoảng là 22 cm, và bề ngang là cỡ khoảng là 10 cm, chất liệu bằng đồng, tổng trọng lượng là khoảng 1,5 kg. Trên đây có những vị Phật này được chạm, cái hũ Phật này rất là độc lạ nha, chất liệu bằng đồng cổ ha, ở đáy này có chuyện luôn, xung quanh là có những vị Phật rất là đẹp. Và cái hũ này ở mã số 14 có giá giao lưu với cả nhà mình 1.800.000. Rồi tiếp theo mã số 15 hôm nay đó là một chú ngựa Tây Tạng, dáng người rất là độc lạ nha, đó hình dáng là thôi khỏi chê ha, rất là độc nha, ít có thấy trên thị trường nha. Đây là một chú ngựa Tây Tạng, ở đáy này chất liệu bằng đồng cổ nha, tổng trọng lượng là 2 kg, và chiều cao là có khoảng 17 cm, và bề ngang là có khoảng là 16 cm nha. Đây là mã số 15 ngày hôm nay ha, và chú ngựa Tây Tạng này có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.400.000 nha, 1.400.000 cho chú ngựa Tây Tạng.
Rồi tiếp theo mã số 16. 16 ngày hôm nay là còn được một tượng Phật ha, một tượng Phật chất liệu đồng cổ luôn nha. Đây là một bức tranh Phật ha, chiều cao là có khoảng là 24 cm, bề ngang là 13. Xem được video nhớ với em trong xin một like, được đăng ký kênh cả nhà mình nha. Đây là một tượng gồm có 5 vị Phật nổi nha, chất liệu bằng đồng cổ luôn. Đây là mã số 17. Ủa không, đây là mã số 16. Rất đẹp ha, chất liệu đồng cổ nha, trên đây có chạm chữ nè cả nhà. Và cái này bức này có giá vô luôn cả nhà, 1.800.000 nha. 1.800.000 cho mã số 16 ngày hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 17. 17 hôm nay đó là một cái song cầm bàn tay Phật ha. Đó là một cái song cầm bàn tay Phật nha. Có chiều cao là có khoảng là 18 cm. Và bề ngang là có khoảng là 10 cm, chất liệu bằng đồng. Trên đây là cái bàn tay Phật ha. Và đây là mình bỏ chồng vô đây mình đốt nha. Cái này có giá giao lưu với cả nhà mình là 850.000 ha, cho cái song chồng bằng tay Phật nha. Có hình ảnh dưới hoa sen ha. Đây là mã số 17. Rồi 18. 18 là một con hà mã. 18 là một con hà mã chất liệu bằng đồng ha. Con hà mã rất là độc lạ. Và bề ngang là có khoảng 20 cm, chiều cao là 9 cm. Con hà mã này có tổng trọng lượng là khoảng 2 kg 3 ha, và có giá giao lưu với cả nhà mình con hà mã này là 1.200.000 nha. 1.200.000 cho con hà mã ở mã số 18 nha. 18 là con hà mã ha. Rồi tiếp theo mã số 19. 19 đó là một cái song trầm hồ lô nha. Đó là một cái song trầm hồ lô có chiều cao là có khoảng là 16 cm. Rồi bề ngang là 9 cm ha. Ở trên đây là có chạm chữ nha cả nhà mình nha. Đây là hồ lô có hình ảnh chạm hạt đây ha, song trầm hồ lô nha. Cái song trầm hồ lô này có giá giao lưu với cả nhà mình là 850.000 ha, cho cái song trầm hồ lô nha. Đây là mã số 19. Rồi 20 của ngày hôm nay là còn được hai cái tác phẩm quan công để giới thiệu cùng cả nhà mình nha. Hai bức tượng nha, một là quan công đứng chạm bạc, chất liệu đồng chạm bạc rất là đẹp. Đó, và quan công ngồi cũng là chất liệu đồng chạm bạc luôn nha, quan công ha. Và hai tác phẩm này có giá giao lưu cả nhà 1.200.000 nha. Chiều cao là có khoảng là 12 cm, này là 11 cm, và tổng trọng lượng là 1.4 kg cho hai tác phẩm này ha, rất là đẹp nha. Cái này rất thích hợp để bàn làm việc hoặc là để xe ha, trong xe. Đây là mã số 20. Rồi mã số 21. Mã số 21 của ngày hôm nay là còn được một cái đỉnh trúc. Đây là một cái đỉnh trúc rất là đẹp, cái đỉnh trúc cũng tương đối là to nha. Đây là một cái đỉnh trúc hàng thủ công ha, rất là to. Và đỉnh trúc này có tổng trọng lượng 2,5 kg, chiều cao là 31 cm, bề ngang là có khoảng là 18 cm, chất liệu bằng đồng và được làm một số hàng thủ công nha. Trên đây có chạm chim nữa nè. Đây là một cái đỉnh lương trúc ha. Đó, ở đây là chạm thủ công không nha, hàng thủ công ha, rất là dày dặn, rất là đẹp. Cái này về bao cả nhà mình chùi đánh bóng rồi là thôi, hoặc là giữ nguyên màu cổ gì thôi, rất là đẹp ha. Bộ đỉnh này có giá giao lưu với cả nhà mình là 2.4 triệu nha, cho một cái bộ đỉnh trúc mã số 21. Rồi tiếp theo mã số 22 của ngày hôm nay. 22 là một tác phẩm quan âm hộ gắn ha, hay gọi là phía sau là có năm chú gắn nha. Đây là mã số 22. Quan âm hộ gắn là chiều cao là có khoảng là 26 cm, bề ngang là có khoảng là 12 cm nha. Tác phẩm này được làm bằng đồng mạ vàng ha, và có tổng trọng lượng là 2,5 kg. Và quan âm hộ gắn này có giá giao lưu với cả nhà mình là 2.200.000 nha, cho tác phẩm quan âm hộ gắn rất là độc lạ ha, chất liệu bằng đồng mạ vàng. Đây là mã số 22. Rồi tiếp theo mã số 23 của ngày hôm nay đó là tác phẩm là 23, đó là một tượng gọi là thiên thủ thiên nhãn, chất liệu bằng đồng ha, tổng trọng lượng là 2 kg, và có chiều cao là có khoảng là 40 cm, và bề ngang là có khoảng là 22 cm ha. Chất liệu thì được làm bằng đồng nha cả nhà mình nha. Thiên thủ thiên nhãn ha, và tác phẩm này có giá giao lưu với cả nhà mình là 2.5 triệu nha, cho thiên thủ thiên nhãn ở mã số 23. Rồi tiếp theo mã số 24. 24 là quan âm cửu long nha. Quan âm cửu rồng nha, có hình ảnh mẹ quan âm cửu long ha, có 9 con rồng nha, rất là đẹp, có tổng trọng lượng là 5 kg mốt ha, và chiều cao là có khoảng là 36 cm, và bề ngang là 17 cm nha, chất liệu đồng ha, quan âm cửu long
thì quan âm Cửu Long thì có giá giao lưu với cả nhà mình là 2 triệu 600 ngàn nha, cho quan âm Cửu Long ha, mã số 25. Rồi tiếp theo mã số 26 của ngày hôm nay là một cụ cốc rất là to. 26 là cụ cốc to ha. Cụ này là có tổng trọng lượng là 19,5 kg ha. Và đây cũng là mã số cuối cùng nha cả nhà mình nha. Đây là mã số cuối cùng, mã số 26 ngày hôm nay nha. Đây là cụ cốc khổng lồ ha, và có tổng trọng lượng là 19,5 kg nha. Cho này có rất nhiều cụ cốc con dưới luôn nè ha. Ở trên lưng là có bát quái nữa nè, rất là to. Và cụ này có giá giao lưu cả nhà 4,8 triệu nha, cho một cụ cốc khổng lồ nha. Nặng là 19,8 kg nha. Rất là to, và chiều cao là có khoảng là 30 ha, rất là to bự nha. Đây cũng là mã số cuối cùng. Xin cảm ơn cả nhà đã ủng hộ kênh Đồ Cổ Cần Thơ trong thời gian qua nha. Xem được đừng quên cho em xin một like, một lượt đăng ký kênh cả nhà mình ha. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình vào ngày mai nha, với những sản phẩm độc và lạ hơn ha. Xin chào và hẹn gặp lại.